Innisfree là một trong những thương hiệu mỹ phẩm tầm trung cực kỳ nổi tiếng tại xứ sở cờ hoa Hàn Quốc. Tại Việt Nam, các sản phẩm của nhà Innisfree cũng nhận được khá nhiều sự yêu thích từ các chị em. Thế nhưng cũng có không ít người vẫn thắc mắc sữa rửa mặt Innisfree trị mụn có tốt không? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ giải đáp thắc mắc này để bạn có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Innisfree là thương hiệu mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên được nghiên cứu chuyên sâu trên từng loại da khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất cho người dùng. Vậy nên với thắc mắc là sữa rửa mặt Innisfree trị mụn có tốt không, thì hoàn toàn có thể khẳng định là có, nhưng không phải loại sữa rửa mặt Innisfree nào cũng trị mụn hiệu quả. Ngoài ra, việc sử dụng sữa rửa mặt sẽ có tác dụng làm sạch sâu, loại bỏ dầu thừa, kiềm dầu cho da, nên chỉ có tác dụng hỗ trợ bước đầu cho quá trình trị mụn và ngăn ngừa mụn do bụi bẩn, vi khuẩn mà thôi. Để hiệu quả trị mụn được tốt nhất, bạn nên kết hợp sử dụng toner, kem dưỡng theo một liệu trình cụ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Có hai nguyên nhân khi bạn dùng sữa rửa mặt Innisfree mà bị nổi mụn. Nguyên nhân đầu tiên là do bạn mua phải hàng giả. Sữa rửa mặt Innisfree hàng giả thường không đảm bảo về chất lượng. Các thành phần trong hàng giả thường chứa các hóa chất gây hại cho da, nên khi bôi lên mặt có thể khiến cho da bị nổi mụn. Nếu hậu quả nặng thì khiến cho hư da mặt, mụn nổi nhiều mà chữa mãi chưa chắc đã hết được. Nguyên nhân thứ hai, cũng khá phổ biến khi sử dụng sữa rửa mặt Innisfree nổi mụn là do da mặt có bạn không hợp với sữa rửa mặt này. Bởi vì không phải ai dùng sữa rửa mặt nào cũng hợp hết, sẽ có một số ít người không hợp với một hoặc nhiều thành phần trong nó sẽ rất dễ bị nổi mụn. Nên nếu như bạn mua đúng hàng chính hãng mà bị nổi mụn, thì có thể là do bạn không hợp với sữa rửa mặt Innisfree này. Vì thế nếu bạn mua đúng hàng chính hãng mà bị nổi mụn, thì do bạn không hợp với nó. Bạn nên tìm hiểu lại xem da mình là da gì, rồi từ đó tìm mua những loại sữa rửa mặt mà có thành phần phù hợp với da của bạn nhé. Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Innisfree hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.